Chào mọi người một ngày mới nữa nha. Ngày hôm nay bóp cái bếp chai chị Duyên của mình sẽ làm một món dưa chua rau muống từ rau muống đồng. Đây là rau muống của đồng quê, đặc biệt là cái món rau muống này nó rất là bổ dưỡng, bởi vì rau muống này là nó mọc ở trên những cái ao, những cái mương ở ngoài đồng, thì nó sẽ hoàn toàn không có thuốc trừ sâu hay hoặc là phân gì cả. Thì trong cái món ăn của rau muống đồng này nó rất là bổ dưỡng cho sức khỏe cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ làm một món dưa chua từ rau muống. Ở vườn quê chúng ta thì ngày xưa hay ăn những cái món dưa rau muống. Sau này ngày nay thì quá nhiều thức ăn cho nên ít có ai quan tâm, nhưng mà thỉnh thoảng mình nên làm ăn để cung cấp dinh dưỡng cho gia đình mình đầy đủ nha, cho nó có thiên nhiên. Thì cái phần này là cái phần mà mình chọn những cái phần rau muống cho nó rất là non, nó non, nó rất là ngon. Đặc biệt là cái phần này mình làm để mà mình chọn cái phần non nhất của rau muống nha, ăn nó vừa giòn mà nó vừa mềm. Nếu mà rau muống hơi già thì nó sẽ dai, cho nên cái này là mình chọn những cái phần rất là non luôn, non nhất của cái cọng rau muống. Khi mình chọn mình làm dưa thì mình sẽ chọn cái phần non nhất của nó, cây dưa của mình nó ngon, hấp dẫn, dễ ăn. Cắt rồi muốn nghe lụp bụp nghe vui tai không? Nó non cho nên cái âm thanh của nó vậy đó, nghe lụp bụp rất là ngon. Mình giới thiệu ở đây tại vì nó bổ dưỡng là do là nó ở ngoài thiên nhiên rất là nhiều. Nó muốn đồng người ta không có cần trồng nó đâu, nó tự mọc lên, nó phát triển. Nếu mà nó có đầy đủ nước đó, thì tự nó sẽ non, còn nó thiếu nước thì nó hơi khằn thôi, không cần phải xịt phải tưới gì cho nó cả. Từ cái chỗ nó thiên nhiên như vậy cho nên nó rất là bổ dưỡng. Khi rau muống sơ chế xong rồi mình sẽ bắt một nồi nước sôi lên. Mình sẽ cho một ít muối vào đây. Ở đây là mình sử dụng muối tiêu. Giảm cái độ mặn xuống. Sơ chế rau muống xong mình sẽ luộc nha. Cái này không phải luộc mà mình sẽ trụng sơ trong nước sôi này. Mình trụng cho rau muống nó đều lên rồi xong mình sẽ vớt ra. Khi mà mình làm dưa mình trụng như thế này á, thì rau muống nó sẽ hết cái mùi của mủ rau muống. Cái rau muống đồng này nó có cái mùi mủ hơi hăng hăng của rau muống, cho nên mình trụng như thế này á, thì mình sẽ làm giảm bớt đi nó bị hăng nha mọi người. Cái rau muống đồng này rất là ngon, bởi vì cái này người ta hái ở ở cái bờ cái bãi của đất cồn á. Đất cồn nó có những cái bãi cát rất là tươi tốt, thì rau muống nó sẽ mọc theo cái mé của cái bãi cồn. Tại vì thường á, cồn á, thì cát nó hay nổi lên, nó phù sa nó động lại ở đó. Thì những cái loại mà rau củ mà người ta trồng ở trên đất cồn rất là tốt. Như vậy thì rau muống mà giờ mà nó mọc ở trên cái bãi của đất cồn mà nước lớn, nước ròng, nước lớn, nước ròng thì rau muống rất là non và ngon tuyệt vời.
Rồi mình trộn cho nó đều rồi mình tắt bếp nha. Bởi vì cái này mình chỉ trụng thôi. Mình chỉ trụng trong nước sôi cho nó dịu rau muống thôi, chứ mình không cần để cho nước nó sôi trở lại. Giờ mình sẽ đổ ra. Rồi khi trụng xong rồi thì mình sẽ cho vào thao nước này là giấm, đường và một ít muối hạt nêm mình đã làm sẵn để mà mình làm dưa bắp cải. Thì bây giờ cái nước này nó còn lại đây thì mình sẽ cho cái dưa rau muống nó vào đây nha, cái nước giấm. Rồi mình cũng sẽ trộn đều lên. Như vậy thì mình đợi cho nó nguội á, thì mình sẽ vô keo nha các bạn. Mình vô keo nha mọi người, mình vô keo, mình để cho nó nguội mình vô keo. Vô keo rồi xong mình cũng sẽ cho vô tủ lạnh. Để ăn dài tới, ngăn mát thôi. Thì khoảng chừng 2 ngày, ngày trước. Một ngày hôm nay rồi ngày mai, có lẽ ngày mốt thì nó sẽ thấm đều. Và mình sẽ dùng được nha. Cái dưa này nó sẽ thấm vô giấm đường muối. Rất là vừa ăn. Như vậy thì mình đợi nguội rồi mình vô keo. Dưa rau muống nó đã nguội rồi, mình sẽ chuẩn bị để mình để vô keo nha. Cái này là tỏi, sẽ để một ít tỏi vô cho nó thơm và ớt. Mình sẽ tiết lộ cái bí quyết là ở đây á, khi cái nước giấm này nè, cái nước giấm mà mình ngâm rau muống này nè, là mình để vô khoảng một chén nước giấm. Rồi sau đó mình bắt lên bếp. Mình cho khoảng hai cái giá đường nhỏ như thế này nè. Và muối, dưa lượng muối vừa ăn và bột ngọt. Thì mình sẽ nấu cho nó sôi lên, mình sẽ đổ ra. Thì nước giấm là cách để mà mình làm như vậy đó. Để mình làm dưa chua đó. Thì nó rất là ngon. Rồi thì bây giờ nó đã nguội rồi. Mình sẽ thêm đường vô. Một chút đường vô nha, nước cho nó vừa ăn. Đây là muối tiêu, mình sẽ cho thêm một ít muối tiêu nữa. Cái này là mình sẽ ướp hoàn toàn vừa ăn. Khi mình thưởng thức mình lấy ra là mình khỏi chấm cái gì hết, nó vừa ăn thì mình sẽ gấp để mà ăn với cơm. Nhưng mà nếu ai muốn ăn mặn hơn, muốn chấm thêm cái gì đó thì tùy. Chứ thực tế là nước giấm mình đã trộn ở trong đây đủ đủ gia vị, nó vừa ăn rồi. Rồi như vậy là mình sẽ cho vô keo nha. Cái keo này là mình đã có một ít đường ở trong đây, là keo đựng đường nó hết rồi, mình lấy mình để vô thêm không sao hết.
sẽ ém xuống rồi nó dẻ. Còn ngày xưa trong mấy cái ngày đám tiệc người ta cũng hay làm cái dưa rau muống này để đãi món ăn đồ nguội đó các bạn. Nhưng mà thời nay thì đồ ăn sang trọng nhiều quá cho nên người ta bỏ ngó lơ qua cái rau muống làm dưa này, chứ thực chất nó rất là ngon và đầy đủ dinh dưỡng á. Bây giờ ít có ai quan tâm. Nhưng mà thỉnh thoảng thì mình cũng làm nên mình để trong gia đình để dành ăn nha. Như nhiều người bây giờ những cái thức ăn mà nó bổ dưỡng với lại nó cổ xưa thì người ta đã bỏ bớt loại bớt ở trong đám tiệc ngày nay rồi. Nó theo thời buổi á mà. Rồi, keo rau muống của mình nó đã vừa dặn với cái keo. Rất là vừa. Như vậy thì vừa nước giấm, vừa rau muống, vừa cái keo thì nó rất là vừa chứ lắm. Như thế này thì mình sẽ để vào tủ lạnh nha. Rồi khoảng 2 ngày sau thì từ từ mình sẽ dùng. Chúc mọi người ngon miệng và thành công nha. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngon miệng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đệ từ Đại Bi cứu độ chúng sanh bốn ân ba cõi A Di Đà Phật. Một keo dưa chua rất là tuyệt vời. Nhìn thấy không?